Ngày hôm nay thầy sẽ cùng với các em chúng ta học bài giải hệ phương trình bậc nhất 2 ạ. Thì trước khi bước vào bài toán, thầy sẽ nói như thế này. Hệ phương trình bậc nhất 2 ạ là một hệ phương trình gồm hai phương trình bậc nhất 2 ạ. Vậy thì để giải hệ phương trình bậc nhất 2 ạ, chính là chúng ta đi tìm nghiệm chung của hai phương trình bậc nhất 2 ạ của hệ đó. Và cái cách làm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào nội dung bài học như sau. 1. Hệ phương trình bậc nhất 2 ạ. Trước hết, chúng ta cần biết rằng hệ phương trình nó có dạng như sau. A1x cộng B1y bằng C1. Đây là phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai đó là A2x cộng B2y bằng C2. Đây là phương trình thứ hai. Vậy thì để giải những cái hệ phương trình bất kỳ như thế này, thì cho ví dụ ở đây, chúng ta cần giải hệ phương trình như sau. X cộng 2y bằng -1. Và vế thứ hai đó là 2x -5y bằng 7. Rồi, vậy thì để giải những phương trình này chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta sử dụng phương pháp thế, và cách thứ hai là chúng ta sử dụng phương pháp cộng đại số. Vậy thì ở đây thầy sẽ đi vào số 1. Phương pháp thế. Phương pháp thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Ở đây chúng ta có các bước như sau. 1. Đối với phương pháp thế thì các em xác định cho thầy phương trình đơn giản nhất. Của hệ. Thì ở đây ví dụ như trong hai phương trình này, thì các em thấy cái phương trình thứ nhất nó đơn giản hơn với cả hệ số 1, 2 và 1 này, chúng ta thấy nó đơn giản đúng không? Vậy thì sau khi mà các em chọn được cái phương trình đơn giản thì các em làm gì? À, đó là các em rút ẩn này theo ẩn kia. Thầy cho ví dụ, ở đây thầy sẽ giải cái phương trình này, cái hệ phương trình này theo phương pháp thế, các em xem nha. X cộng 2y bằng -1, 2x -5y bằng 7. Như vậy thầy chọn phương trình số 1 ở đây. Phương trình 1 thầy có là x cộng 2y bằng -1. Thì sau khi thầy chọn rồi thì thầy sẽ biểu diễn như thế nào? Để rút gần này theo ở kia thì chúng ta thấy bằng x nó đơn giản hơn, thì thầy đặt x như thế này bằng. Như vậy bây giờ thầy có 2y, thầy sẽ chuyển vế nó qua bên kia thì thắng -2y -1. Như vậy thầy đã rút được cái ẩn rồi. Vậy bước tiếp theo chúng ta làm như thế nào các bạn em? Bước 2 đó là chúng ta sẽ thay ẩn mà chúng ta vừa tìm được. Tức là tìm như thế nào? Ở đây chúng ta thay cái ẩn của chúng ta biểu diễn theo ẩn còn lại nó vào phương trình thứ hai. Thì bây giờ trong cái trường hợp này thầy sẽ thay x bằng -2y này để vào phương trình 2. Thì chúng ta có cái gì? À, phương trình 2 như sau. 2x -5y bằng 7. Chỗ này thầy thay vào nhé các em. Vậy thì khi thay vào thì thầy có gì? 2 nhân với
vậy là thầy sử dụng cái cụm này để thay vào những chỗ mà có mặt chữ x trong cái phương trình. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhân vào trừ 4y được trừ 2 trừ 5y bằng 7. Như vậy là ở đây thầy có trừ 4y và trừ 5y, thì ta biết được cái chỗ này nó sẽ thắng trừ 9y. Ở đây là âm 2 thầy chuyển mà qua bên phải thì thầy chuyển về đổi dấu thành 2 cộng 7 thì nó sẽ bằng 9. Như vậy qua đây thầy lại tìm được y sẽ bằng âm 1. Như vậy chúng ta thay vào phương trình thứ hai, chúng ta giải để tìm được thì cụ thể ở đây là y. Vậy sau khi mà thầy tìm được ẩn thứ nhất thì bước thứ ba đó là thầy sẽ suy ra giá trị của ẩn thứ hai. Suy ra giá trị của ẩn thứ hai như thế nào? Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta suy ra x sẽ bằng, các em chú ý ở đây chúng ta có đặt rồi nha, x bằng trừ 2y nhé các em, trừ 1 thì nó sẽ bằng trừ 2 nhân với trừ 1, trừ 1 như vậy là được 2 trừ 1 thì bằng 1. Như vậy chúng ta đã tìm được x và y, thì cái bước cuối cùng chúng ta sẽ làm việc đó là kết luận bài toán. Ở đây thầy sẽ thực hiện bước 4 các em. Kết luận vậy nghiệm của hệ là cái cặp số 1 âm 1. Như vậy chúng ta đã giải xong cái bài toán này bằng phương pháp thế. Vậy chốt lại phương pháp thế là cái gì? Phương pháp thế là phương pháp mà chúng ta rút ẩn này theo ẩn kia rồi thay thế nó vào phương trình còn lại để giải phương trình bậc nhất với một ẩn. Sau đó chúng ta sẽ tìm được cái ẩn đó và chúng ta thay lại vào phương trình ban đầu, chúng ta sẽ tìm ra ẩn còn lại. Xong rồi thì chúng ta kết luận nghiệm của hệ phương trình. Bây giờ các em quan sát lại bài toán. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào một số 2. Đó là phương pháp cộng đề số. Thứ nhất, phương pháp cộng đề số thì nó gồm những bước như thế nào? Chúng ta lưu ý bước thứ nhất. Ở đây, ví dụ như giải phương trình này thì nó có hai ẩn x và y. Vậy thì bước đầu tiên các em phải xác định cho thầy đó là xác định các em muốn khử ẩn nào. Muốn khử ẩn nào? X hay là y? Đấy. Thì các em nên nhớ này, trong trường hợp này đây là ẩn x và ẩn y. Có một số phương trình khác là ẩn AB hoặc là ẩn MN vân vân. Và ở đây thầy chỉ ghi tổng quát thôi, cho nên các em cần phải mở rộng bài toán ra nhé. Thầy cho ví dụ trong trường hợp này, thầy giải thế này, đây là x cộng 2y bằng âm 1 và 2x trừ 5y bằng 7. Bây giờ các em nhìn vào đây, các em thích khử ẩn nào thì chúng ta sẽ khử ẩn đó. Thứ nhất, ví dụ trong trường hợp này thầy muốn là khử y chẳng hạn. Vậy thì sau khi mà thầy xác định được là khử ẩn y rồi, thì bây giờ bước tiếp theo thầy làm cái gì? À, đó là chúng ta cần phải đồng nhất hệ số. Đồng nhất hệ số ở đâu? Đó là chúng ta cần chú ý đồng nhất hệ số của ẩn
mà chúng ta muốn khử. Vậy thì đồng nhất hệ số chúng ta sẽ làm những cái gì? Đó là chúng ta làm như sau. Đó là gì? À, nhân thêm 2 vế của phương trình với các cái hệ số phù hợp để làm gì? Để những cái hệ số này nó có giá trị tuyệt đối bằng nhau. Đó, nhân thêm 2 vế của phương trình sao cho các hệ số ở mỗi phương trình mà nằm trước ở mũ khử có trị tuyệt đối bằng nhau. Ví dụ ở đây thầy đã xác định là khử gần y. Thì như vậy thầy xác định cái hệ số thứ nhất trong phương trình thứ nhất đó là bằng 2, phương trình thứ hai là 5. Các em lưu ý bây giờ chúng ta chưa cần quan tâm đến cái dấu của nó. Vậy thì giữa hai năm này thầy xác định bội chúng nhỏ nhất là 10. Đấy, bội chúng nhỏ nhất nha. Là 10 này các em. Vậy thì sau khi mà thầy xác định được bội chúng nhỏ nhất như thế nào rồi, thì bây giờ chúng ta cần phải nhấn hai vế của các cái phương trình này với những cái hệ số phù hợp. Ví dụ ở đây thầy sẽ biến đổi nó tương đương là bao nhiêu? À, ở đây thầy muốn biến đổi chỗ này thành số 10 thì thầy phải nhân hai vế cho 5. Như vậy chúng ta có 5x cộng 10y bằng âm 5. Bây giờ dưới này thầy có 5 rồi thì thầy sẽ nhân hai vế của phương trình này với số 2. Như vậy thầy có 4x trừ 10y bằng với 14. Đây. Và khi làm thì chúng ta không ghi những cái giá trị này nào. Sau khi thầy có chỗ này rồi thì thầy sẽ làm cái gì nữa? À, ở đây thầy cần phải xác định về dấu của cái hệ số mà đứng trước ở mà thầy muốn khử. Thì nếu chúng trái dấu như thế này thì chúng ta sẽ cộng vế theo vế. Còn nếu chúng mà cùng dấu thì chúng ta sẽ trừ vế theo vế để làm cái gì? Đó là để làm cho cái ẩn đó nó biến mất. Đó. Thì ở đây bước thứ ba đó là chúng ta có cộng vế theo vế. Nếu hệ số trái dấu được trái dấu cái này và nó trừ vế theo vế. Nếu cùng dấu. Thì như vậy bây giờ trong trường hợp này nó trái dấu thì thầy sẽ cộng vế theo vế 5x cộng với 4x thì sẽ được 9x. 10y mà cộng với trừ 10y thì bằng 0y. Và 0y ở đây 0y thì chúng ta không cần viết. Bây giờ trừ 5 cộng 14 thì sẽ bằng 9. Đấy, 0y thì không cần viết nha các em. Vậy thì sau khi mà thầy cộng vế theo vế rồi, thầy có được một cái phương trình rồi. Vậy dưới đây chúng ta ghi cái gì? À, chúng ta sẽ chọn một cái phương trình nào đó đơn giản nhất của cái hệ này, chúng ta ghi vào. Ví dụ ở đây là x cộng 2y bằng âm 1. Rồi sau đó chúng ta tiếp tục giải cái phương trình này thì sẽ có được là x sẽ bằng 1. Và sau khi có x bằng 1 thì thầy thay nó vào ở phía dưới. Thầy có là 1 cộng 2y bằng âm 1. Như vậy cái chỗ này nó sẽ tương đương x bằng 1. Và thầy tính được, thầy chuyển số 1 này qua các em, 2y sẽ bằng âm 2. Và cho đó ở đây chúng ta có x bằng 1, y bằng âm 1. Và chúng ta kết luận vậy nghiệm của hệ phương trình là 1 và âm 1. Như vậy các em đã rõ chưa? Ở đây, như vậy chúng ta chú ý qua
những cái biểu tượng này chúng ta sẽ khử được cái ẩn, và từ đó chúng ta sẽ giải phương trình khử ẩn. Rồi chúng ta giải phương trình và kiểm kết luận. Các em nhớ là phải kết luận nha các em. Vậy thì bây giờ với cái bài này, nhưng mà một cái bài khác lại nói rằng à không, em muốn khử ẩn x thì chúng ta sẽ làm cái gì? Ví dụ ở đây thầy muốn khử ẩn x nha các em. Thì này x cộng 2y bằng âm 1, 2x trừ 5y bằng 7. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em khử x. Vậy thì ở chỗ này chúng ta thấy hệ số của phương trình thứ nhất mà đường trực x là số 1, và ở đây đường trực x là số 2. Vậy thì bội chung nhỏ nhất của nó là bằng 2. Do đó cái chỗ này, trên này thầy sẽ nhấn hai vế của phương trình với 2 để có 2x cộng 4y bằng âm 2. Ở phương trình thứ hai thầy thấy hệ số trước nó là số 2 rồi, cho nên thầy giữ nguyên. Như vậy ở đây, sau khi chúng ta đã xử lý xong cái khâu thứ nhất thì bước tiếp theo thầy xác định cái hệ số của nó là cùng dấu. Vậy cùng dấu thì ta làm chúng ta sẽ trừ vế theo vế. Vậy thì thầy lấy 2x mà trừ cho 2x thì được không? X 4y mà trừ cho trừ 5, trừ cho trừ là thành cộng, như vậy chỗ này là 9y. Trừ 2 mà trừ 7 thì được trừ 9. Mà chúng ta lưu ý rằng không x thì thầy không cần phải biết. Và như vậy là chúng ta đã xử lý xong cái phương trình như thế này. Vậy thì ngang đây chúng ta cần lưu ý rằng cái hệ số đường trực x nó là cùng dấu với nhau. Và chúng ta thấy rằng nếu cùng dấu thì chúng ta sẽ trừ vế theo vế. Đấy. Bây giờ thầy thực hiện trừ vế theo vế. 2x mà trừ cho 2x thì được không x. 4 mà trừ cho trừ 5, các em thấy này, 4 trừ trừ 5 thì bằng cộng 5. Như vậy ở đây thầy có 9y. Trừ 2 trừ 7 thì được trừ 9. Như vậy là ở đây thầy đã có phương trình thứ nhất, mà không x thì chúng ta không cần phải viết đó. Và vế dưới thì thầy là chọn phương trình đơn giản nhất của hệ để thầy ghi vào, đó là x cộng 2y bằng âm 1. Sau khi thầy có như thế này rồi thì thầy sẽ giải phương trình thứ nhất, thầy có được y bằng âm 1. Và từ đây thầy lấy y âm 1 này thầy thay vào phương trình số 2. Thầy có x cộng 2 mà nhân với âm 1 bằng âm 1. Thì ngang đây chúng ta thấy rằng y bằng âm 1, 2 nhân với âm 1 thì được âm 2. Mà âm 2 chuyển về qua bên phải thì được 2, 2 trừ cho 1 thì được 1. Như vậy chúng ta giải xong cái phương trình, chúng ta phải kết luận. Vậy nghiệm của hệ phương trình là 1, âm 1. Các quan sát kỹ hơn về hai phương pháp này. Bây giờ chúng ta sẽ vào ví dụ số 3. Câu B,
phương trình trừ 5 trên x trừ 1 cộng 1 trên y trừ 1 bằng 10 và 1 trên x trừ 1 cộng 13 trên y trừ 1 bằng âm 18. Thì như vậy chúng ta xác định ở đây, trong câu thứ nhất là câu A. Ở đây câu A này chúng ta có thể đấy các em, chúng ta sẽ nhân cả cái hệ số này vào trong từng cả xi, rồi sau đó chúng ta sẽ làm gọn lại. Thì như vậy nó sẽ trở về cái dạng ban đầu, và chúng ta có thể giải nó bằng phương pháp cộng lệ số hoặc là phương pháp thế mà chúng ta vừa học. Nhưng mà với câu B thì ở đây chúng ta nhận thấy rằng xi nó nằm ở màu, do đó trước hết chúng ta cần phải có điều kiện. Và cái việc giải những phương trình như thế này á, mà chúng ta quy đồng rồi nhân chéo lên vân vân thì nó sẽ khá phức tạp. Và như vậy cách thức để giải những bài này một cách đơn giản là gì? Đó là chúng ta cần phải đặt ẩn phụ. Thì như vậy số 3, phương pháp đặt ẩn phụ. Như vậy ở đây các em lưu ý là gì? Nó giúp cho bài toán đơn giản hơn, bài toán trở nên đơn giản hơn. Và làm như thế nào là chúng ta cần phải kết hợp phương pháp thế và phương pháp cộng lệ số một cách liên hoạt và phù hợp. Nhưng mà trong cái chỗ này thì các em cần lưu ý, đó là gì? Đó là lưu ý về điều kiện. Cũng như là ở ẩn phụ của phần, các em cần phải chú ý cái chỗ này. Tức là thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn giải như sau. Ví dụ ở đây giải câu A x cộng y trừ 2 x trừ 3 bằng 9. Như vậy ở đây cách thứ nhất, thầy sẽ nhân vào hết và sau đó làm gọn lại. Thì ví dụ này thì nó tương đương sau 3x, thầy nhân vào với các em cộng với 3y trừ 2x. Như vậy ta có cộng 2y bằng 9. Về thứ hai thầy lại nhân vào, thầy có 2x cộng 2y cộng x trừ y bằng âm 1. Thì sau khi mà thầy nhân vào như này, thầy sẽ làm gọn, đó là 3x mà trừ 2x thì được x, 3y cộng 2y chúng ta có 5y. Ở dưới này 2x cộng x thì thầy có 3x, 2y trừ y thầy được trừ y, xin lỗi, cộng y bằng âm 1. Như vậy các em nhìn này, với cái hệ này thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng lệ số và chúng ta giải bài toán này. Thì sau khi mà các em giải bài toán bằng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng lệ số thì chúng ta sẽ có nghiệm là x bằng âm 1 và y thì nó sẽ bằng 2. Đấy. Và chúng ta kết luận bài toán. Vậy nghiệm của hệ giờ. Bây giờ thầy muốn các em chuẩn bị hơn vào cách thứ hai. Trong cách 2
cái điều kiện của xy cũng như là uv. Do đó thầy có hệ phương trình tương đương. Ở đây là 3u trừ 2v bằng 9. Và phía dưới cái phương trình thứ hai đó là 2u cộng với v bằng âm 1. Và đây các em cũng sẽ giải bằng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng đại số để chúng ta tìm được u và v. Như vậy chúng ta sẽ tìm được u bằng 1 và v thì sẽ bằng âm 3. Vậy thì sau khi mà các em đã giải được u và v như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ thay những cái này vào. Đấy. Suy ra u bằng 1 thì như vậy thầy có x cộng y bằng 1, v bằng âm 3 thì thầy có x trừ y bằng âm 3. Thì ngang đây chúng ta thấy này, chúng ta có thể khử x hoặc khử y phù hợp. Thì ví dụ trong trường hợp này thầy muốn khử y chẳng hạn thì thầy sẽ cộng vế theo vế, bởi vì cái hệ số của nó là số đối nhau. Thì ở đây tương đương 2x cộng với 0y sẽ bằng âm 2 và x cộng y bằng 1. Như vậy chúng ta có x sẽ bằng âm 1. Và thay vào đây âm 1 này chuyển qua bên này được 1 cộng 1 thì bằng 2. Như vậy là y bằng 2. Và ta kết luận vậy nghiệm của hệ phương trình là âm 1 và 2. Bây giờ kém quan sát thật kỹ cho thầy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu B. Để giải câu B này, trước hết các em cần phải xác định cho thầy, chúng ta phải có cái điều kiện ở như sau. Ở đây chúng ta thấy là xuất hiện mẫu x trừ 1 và y trừ 1. Như vậy chúng ta đặt điều kiện x trừ 1 nó phải khác 0 và y trừ 1 cũng phải khác 0. Thì như vậy tương đương chuyển trừ 1 qua, thầy có x khác 1, cũng như ở đây thầy chuyển trừ 1 qua bên này, thầy có y phải khác 1. Như vậy là chúng ta đã tìm xong điều kiện. Thì sau khi chúng ta giải xong bài toán, tìm ra được nghiệm phương trình thì chúng ta cần so sánh với điều kiện rồi mới được kết luận nha các em. Vậy thì bây giờ bài B này, trong cái bài B này nhé, điều quan trọng nhất là gì? Chúng ta không nên nhấn lên hoặc là quy đồng để mà giải bài toán, mà chúng ta nên đặt ứng phụ. Ví dụ ở đây thầy đặt u là bằng 1 trên x trừ 1 và v thì bằng 1 trên y trừ 1. Vậy tại sao thầy lại đặt cái ứng phụ như vậy? Thì chúng ta nhận ra này, ở đây cái vế này chúng ta có 1 trên x trừ 1 và dưới đây cũng có 1 trên x trừ 1. Như vậy nó chung, do đó thầy đặt ứng chung là u bằng 1 trên x trừ 1 làm đại diện. Tương tự bên này thì thầy thấy có cái phân số là 1 trên y trừ 1 và dưới này là 3 và nhân với 1 trên y trừ 1. Vậy thì thầy đặt là v bằng 1 trên y trừ 1. Với cái điều kiện trên đó thì lát nữa các em phải nhớ là sau khi làm xong chúng ta cần phải so sánh điều kiện nha các em. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có hệ phương trình. Sau khi đặt ứng phụ xong thì hệ phương trình nó sẽ tương đương như thế này. Ở đây là trừ 5 nhân với 1 trên x trừ 1. Như vậy chúng ta có trừ 5u cộng v bằng 10. Vế thứ hai, u cộng với 3v bằng âm 18. Và các em hãy giải cái hệ phương trình này bằng phương pháp thế để rút v hoặc u rồi thay vào phương trình còn lại, hoặc là các em đồng nhất cái hệ số để giải theo phương pháp cộng đại số. Và kết quả các em sẽ tìm ra được là u sẽ bằng âm 3 và v sẽ bằng
Vậy thì sau khi mình đã tìm được U và V thì chúng ta suy ra U bằng âm 3 nên thầy có là 1 trên x trừ 1 này bằng âm 3. 1 trên x trừ 1 bằng âm 3. Và thứ hai đó là V bằng âm 5 cho nên là 1 trên y trừ 1 bằng âm 5. Thì từ đây thầy sẽ nhân chéo lên, nó tương đương với đó là 1 thì bằng âm 3 nhân với x trừ 1 và dưới là 1 bằng âm 5 nhân với y trừ 1. Chúng ta khai triển nó ra, 1 sẽ bằng âm 3 x cộng 3, bởi vì âm 3 nhân x thì bằng âm 3 x, âm 3 nhân với trừ 1 thì âm nhân âm thì bằng số dương. Đó, bên này 1 sẽ bằng âm 5 y cộng 5. Như vậy thầy tìm ra được là thầy chuyển về qua bên này, 3 x chuyển 1 qua thì bằng 2, bên này thầy có 5 y chuyển 1 qua thì thầy được 4. Thì như vậy qua đây thầy có x bằng 2 phần 3 và y sẽ bằng 4 phần 5. Như vậy là thầy tìm được x và y. Bây giờ thầy so sánh với điều kiện nó là khác một chứ kém. À, nó thỏa điều kiện, nó thỏa mãn với điều kiện thì chúng ta có quyền kết luận. Vậy nghiệm của hệ phương trình là cặp số 2 phần 3 và 4 phần 5. Như vậy hôm nay thầy đã hướng dẫn các em chúng ta trải qua 3 phương pháp giải hệ phương trình, đó là phương pháp thế, phương pháp cộng đại số và phương pháp đại hợp phụ. Thì như vậy đối với những bài toán đơn giản thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp thế hoặc là phương pháp cộng đại số tùy theo cái yêu cầu của bài toán hoặc là thế mạnh của các em cho phù hợp. Còn nếu gặp những cái trường hợp, những bài toán mà có những cái nhân tố chung và nó phức tạp thì chúng ta nên sử dụng phương pháp đặc ứng phụ để biến bài toán nó trở nên đơn giản hơn. Thì qua đây thầy sẽ chúc các em học tốt và chúng ta chuẩn bị để vào bài học tiếp theo. Các em cố gắng làm bài tập về nhà mà thầy đã giao qua website vinastudy.vn. Thân ái chào các em.